lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la bật đa thấy các hữu tình do nghiệp chướng ác chỗ ở trên quả đất cao thấp chẳng bằng gò đồi khe hầm cỏ dại cây trụi gai góc nhọn độc dãy đầy đồ bất tịnh này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc ấy rồi nghĩ thế này ta nên làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình như thế khiến họ vĩnh viễn diệt các nghiệp chướng ác chỗ ở đất bằng như bàn tay không có các loại cỏ dại cây trụi vân vân đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột trong cõi phật của ta không có các đại địa do nghiệp cảm uế tạp như thế nơi ở của hữu tình đất đai bằng phẳng vườn rừng ao suối các gương hoa vi diệu, sen lẫn trang nghiêm rất dễ ưa thích này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mà mau được viên mãn gần mũi quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy các hữu tình vì phước đức cạn mỏng nên chỗ ở trên địa cầu không có các chân bảo chỉ có các loại đất đá ngói gạch này thiện hiện đại Bồ Tát ấy thấy việc ấy rồi, nghĩ thế này, ta phải làm thế nào cứu giúp các loại hữu tình nhiều tội ít phước như thế, khiến chỗ ở của họ có nhiều châu báu. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện, ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tội. Trong cõi nước của ta không có các loài hữu tình, nhiều tội yết phước như thế, mà có cắt vàng giải đất, khắp nơi đều có ngọc vạ lưu ly li, vân vân. Các loại ngọc kỳ lạ vi diệu, các hữu tình thọ dụng mà không nhiễm trước này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mà mau được viên mãn gần mũi quả vị giác ngộ cao tột